Chào cả nhà đến với kênh của Mọc Không Béo nha. Hôm nay Mọc ăn gà nướng nè cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn gà nướng, cơm lam lá dứa với lại bánh bao chiên với Mọc nha. Mời cả nhà nha. Wow, cái nước chấm nè cả nhà. Ngon quá. Wow, cái đùi mọng nước. Wow, nước chảy nè cả nhà. Ngon quá. Gà hoàn toàn không bị khô như cả nhà. Rất là ngon. Con để nguyên giấy lên đây luôn mà thích cạp á. Ông làm cá dứa, lá dứa cả nhà. Thơm. Thơm lá dứa lắm luôn. Ngon nhỉ. Gà tươi cũng thế luôn. Ngon quá. Thật là tuyệt vời. Đó còn vô nha. Miếng cơm lam. Cơm lam hả? Có mập nào? Tín đồ của nếp. Trời má lắm. Thôi được rồi. Uống bao không? Uống gà không? Em biết cơm lam. Một có bánh bao nhường gấu mập luôn. Ngon quá. Cái cánh này cả nhà. Cái nhìn mê ha. Đây. Bánh bao chiên. Ngon quá. Ngon quá. Cái nước gà này cả nhà. Đã quá. Thịt. Thịt không luôn cả nhà ơi. Ngon.
cái bánh bún á, một mình người Hợp có thể ăn hết một con gà luộc đó cả nhà. Nước nữa tươi. Quá. Cục này cục thịt không luôn cả nhà. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Cặp giò. Bún chân gà phải ăn một cặp không sẽ bị rung.
Sáng đi ra quán xong làm. Làm này làm kia. Tới tối luôn đó nè. Tôi thích có nhiều việc để làm. Nếu mà không thích nào ngồi không cái bị chay lười á cả nhà. Nước rồi cả nhà. Kiểu tươi á. Đã. Quá là đã. Wow. Ngon. Chấn động thật sự. Mình mặc sữa hết. Một con gà. Còn bánh bao. Ngon cả nhà. Ngon thật sự. Bữa trưa của Mập xong rồi nè. Bữa trưa của Mập là một con gà và mấy cái bánh bao luôn cả nhà ơi. Cả nhà coi clip của Mập á, mà thấy Mập ăn ngon, màu sắc đẹp á, thì cả nhà cho Mập xin một like nha. Với lại cả nhà cho Mập xin một cái nút đăng ký, rồi nhấn cái chuông thông báo để biết khi nào mà Mập up clip mới lên á, cả nhà vào ăn và xem cùng với Mập cho vui nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của Mập nha. À, cả nhà nhớ nha, Mập có bán bánh trà bông rong biển với lại bánh kẹp phô mai trứng muối, ăn rất là ngon trong mùa Tết này luôn á cả nhà. Đi biếu đi tặng gì cũng đều được hết. Bà sẽ chụp những set quà để đăng lên rồi cả nhà vào tham khảo nha. Và cả nhà muốn tư vấn thì cứ nhắn cái số giúp làm của Mập á, ấn tin để Mập tư vấn cho cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Bye bye cả nhà, yêu cả nhà nhiều nè.